có một cái ấn tượng nhất là khi mà Thái nhập cảnh vào Hàn Quốc ấy, thì mẹ chồng Thái là có mua một ít quần áo để cho Thái khi mà sang Hàn Quốc mặc. Những cái mốt đấy tất cả đều là những cái mốt kiểu như là của những bà cô chứ không phải là tuổi trẻ của Thái. Chú rể và cô dâu sẽ quăng những cái loại trái cây ví dụ như hạt dẻ hoặc táo. Ở đằng trước thì sẽ có hai bà cô cầm một cái miếng khăn trải trắng rất là rộng khoảng bằng một sảnh tay của mình này để hứng. Cô dâu và chú rể quăng càng nhiều vào trúng cái khăn đấy để hứng thì là chứng tỏ là mai mốt là cô dâu và chú rể sẽ sinh được nhiều con cháu trong phạm vi một tháng là nghén chỉ ở trong cái phòng đấy thôi. Và đầu tóc thì bù xù mà có khi là răng không đánh luôn mà nó nghén mà nó cảm giác nó cứ ngửi thấy mùi thức ăn là bắt đầu là có những cái dấu hiệu là buồn nôn.